Xin chào bạn AK Shop, gửi bạn video giới thiệu đèn hậu của dòng xe Ducati. Ở video hôm nay mình sẽ làm tích hợp chức năng xi nhan và stop F1 vào cái đuôi đèn hậu này. Thì nguyên bản của không phải dạng Audi như thế này. Nguyên bản bữa mình nhận đèn tình chủ xe thì nó dạng là từng bóng nhỏ nhỏ nhỏ, có màu đỏ màu vàng trên đó. Thì mình sẽ tháo tất cả linh kiện bên trong, tháo bỏ những linh kiện led đó và làm lại kiểu Audi như thế này cho đẹp mắt, là để không thấy nhân bóng led, chỉ thấy nguyên cái mảng sáng màu đỏ như thế này à. Và đối với đèn nguyên bản thì nó chỉ sáng, mình nhớ là chỉ sáng cho mấy cụm mặt này thôi, còn bên đây nó không sáng đèn gì hết. Nhưng mà sau khi làm lại mình sẽ làm luôn cho bên hông như thế này các bạn à, cho nó đẹp hơn, cái độ sáng nó nhiều hơn, nó chảy dài qua hai bên khác với cái nguyên bản của nó. Để các bạn thấy rõ ha. Thì đây là của anh chủ xe gửi tôi để làm nên mình quay video như thế này thôi, không có gáp lên xe được à. Đây là khi mở khóa xe đèn sẽ sáng màu đỏ hai bên như thế này. Đây như mình đã nói là mình cho đèn nó sáng qua hai bên hông luôn các bạn. Còn cái nguyên bản mình nhớ là chỉ sáng chỉ được hai cái mặt này thôi, nên cái độ sáng nó rất là hạn chế luôn, độ sáng nó rất là yếu. Rồi bây giờ mình sẽ chế độ thắng. Đây các bạn, thắng mình sẽ có chức năng stop F1. Đây ha, là khi các bạn thắng đèn sẽ chớp F1 như thế này đó. Chớp màu đỏ luôn nha các bạn. Bình thường sáng đỏ, thắng chớp đỏ luôn, chớp F1. Rồi các bạn buông thắng ra thì tự động nó trở về bình thường. Bây giờ mình sẽ thử xi nhan từng bên nè. Đó các bạn, xi nhan là xi nhan màu vàng nha. Đó các bạn thấy rõ ha. Mình cho nó xi nhan từng bên. Bên còn lại vẫn sáng đèn như bình thường. Rồi bây giờ mình sẽ thử xi nhan bên còn lại luôn. Đối với xi nhan thì bên nào bên đó sẽ đổi sang màu vàng và chớp tắt như thế này các bạn, còn bên còn lại thì vẫn là tín hiệu màu đỏ chứ đồ tà mi. Thì cái xi nhan nó vẫn sáng luôn cả mặt này và mặt bên hông luôn, giúp cho tín hiệu nó rõ ràng hơn đó các bạn. Rồi mình tắt xi nhan đi. Rồi như các bạn sẽ lý thắc mắc là nhiều khi mình đang vừa thắng mà vừa xi nhan thì như thế nào, thì nó sẽ ưu tiên tín hiệu xi nhan. Bây giờ mình thử mình thắng trước nè. Bây giờ mình thử mình bấm thắng thử đi rồi mình xi nhan luôn. Giữ thắng kích cái gì xi nhan. Đó các bạn thấy rõ ha. Đó, khi đang thắng mà các bạn bật xi nhan thì tự động nó sẽ hiển thị xi nhan trước. Khi mà không cần biết đèn mình đang chế độ dummy thắng hay gì, cứ có xi nhan đầu tiên xi nhan. Khi bạn tắt xi nhan, nếu mà còn tín hiệu thắng thì cái đèn mình sẽ chạy thắng, còn nếu mà không còn tín hiệu của thắng thì sẽ tự động trả về tín hiệu dummy. Rồi tín hiệu dummy là tín hiệu sáng đứng im một màu á, đứng im luôn màu đỏ gọi là dummy, hay là chế độ mở khóa xe á, mở khóa xe đèn sẽ sáng như thế này. Các bạn thấy rõ ha. Đà, như thế nào cái xi nhan nó sẽ luôn luôn được ưu tiên, nó là như vậy á, tín hiệu xi nhan lúc nào cũng được ưu tiên hết, cho dù đang ở chế độ mà mở khóa xe sáng hay là thắng sáng chớp chớp thì có xi nhan là xi nhan. Bạn lưu ý nữa. Rồi mình xi nhan lại bạn xem từng bên nha. Rồi xi nhan đây bên phải ha. Rồi mình cho camera qua bên phía bên phải dòm nè. Đó, quay từ góc nhìn bên phải nè. Tắt xi nhan đi. Rồi xi nhan bên phía bên trái còn lại ha. Lên xe thì cái đuôi đèn cũng sẽ nằm như vậy luôn hả, cái vị trí lắp đặt lên xe nó cũng y chang vậy luôn mà ha. Rồi tắt xi nhan đi. Rồi xong, đây là đèn hậu của dòng xe Ducati, làm lại tích hợp thêm chức năng xi nhan đổi sang vàng chớp tắt và chức năng hắn stop F1. Mình cũng đã có nhiều có mình nhớ khoảng vài video có những dòng xe cụ thể của Ducati này, các bạn có thể tham khảo thêm mấy cú video này. Và video ở đây xin kết thúc. Xin cảm ơn bạn dành thời gian xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Mọi người xin cảm ơn và xin chào các bạn. Rồi, khi tắt đèn, đây sẵn mình cho bạn coi tắt đèn thì nó bình thường như thế này luôn ha. Đó, khi tắt đèn thì nó nhìn nó như bình thường như thế này. Rồi các bạn ha.